Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một bài cảnh khá là sôi động, bài Cơn Bão Tình Yêu. Bài này thực ra là mình chỉ ngẫu hứng, mình nhận được là mình thấy quay video lại thấy nó cũng khá là đẹp mắt, cho nên mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hãy nhìn lại lên tới tất cả mọi người. Bài này thì chỉ gồm có 4 câu nhả tán thôi, và chúng ta sẽ đi theo hướng hơn theo chiều hướng đường hồ các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi trước một lần cho các bạn theo dõi nhé. Chúng ta bắt đầu bằng chân phải, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta đã bắt đầu từ đầu. Rất là đơn giản các bạn ạ, liên kết kết hợp với nhau thì mình thấy cái bài này nó rất là đẹp, rất là hay, cộng với cái nhạc nó sôi động nữa, cho nên là tạo cho mình một cái điều ấn tích khi nghe bài hát này. Thế thì cái bài này là có cái phần giọng nhạc đầu cũng có 2 câu nhạc cán, thì tùy các bạn nhé, các bạn có thể sử dụng cái động tác mà mình yêu thích, có thể đứng tại chỗ theo mình, và có thể làm cái động tác đó đánh không như mình. Như mình thì mình sẽ đánh không bằng dấu cao hoặc đâu, các bạn có thể tham khảo cái bài này mẫu nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng câu trong phần phần mềm bài này. Câu thứ nhất, chúng ta sẽ đi bước cha cha từ mặt dọn, bắt đầu bằng chân phải trước, nhị bộ chúng ta đủ chân phải phía sau, 1, 2, 3 và 4, chúng ta hãy tự nhiên nhé. Đến nhịp 3, 6 lại là cắn, chúng ta sẽ sơn hai tay lên cao, 5 được một tiếng, 6 tay xuống ạ, 7 và 8. Chúng ta sẽ thực hiện lại câu này em. Bắt đầu, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Rất dễ. Câu thứ hai chúng ta sẽ chuyển hướng, và câu thứ hai chúng ta cũng chuyển hướng 2 lần các bạn nhé. Nhịp 1, bước chân phải sang cao, và chúng ta sẽ quay một góc 90 độ sang phía bên tay trái của mình, có nghĩa là chúng ta sẽ quay sang hướng 9 giờ. 1, 2, 3 và 4. Sau đó chúng ta bước chân phải lên phía trước và thực hiện quay ngửa bằng về phía sau, có nghĩa là chúng ta lại quay về hướng 3 giờ. 5, 6, 7, 8. Đấy, đấy là với chân, với tay chúng ta sẽ đi ở phía sau. Nhịp 1, tay trái chúng ta đặt ở phần eo, tay phải chúng ta sẽ đưa theo chân, khi chân bước sang phải thì tay phải chúng ta sẽ đưa theo chân. 1, 2, 2, chúng ta dậm chân trái tại chỗ, nhưng mũi bằng chân chúng ta phải chuyển hướng để chúng ta quay người về hướng 9 giờ. 3 và 4. Nhịp 5, chúng ta tay phải chúng ta đặt phần eo và tay trái chúng ta lại đưa về phía trước, và chúng ta xoay chỉ 180 độ phía đằng sau nhé. Bước chân trái về 5, 6, 7 và 8. Đấy, chúng ta sẽ làm chậm 2 câu đầu. Bắt đầu, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Như vậy, sau câu 2 chúng ta đã chuyển hướng sang phía
hướng bao giờ có nghĩa là hướng thứ hai của bạn. Chúng ta chuyển ngay ở cuối câu 2. Câu 3, chúng ta đầu tiên cho là chúng ta sẽ thực hiện bước bao cha ta các bạn nhé. Bước tay sang phải. Chúng ta sẽ thành hai kỳ của chúng ta tự nhiên.4,
5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Và chúng ta sẽ thực hiện từ đầu từ câu 1 cho đến câu 4 ở cái thứ này. Mình sẽ thực hiện tiếp các bạn nhé. Bây giờ thứ thứ hai bắt đầu từ câu 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8. Câu 3 3 2 3 4 xoay 5 6 7 8 bước chéo hiện mũi này 4 2 3 4 lùi 5 6 7 8. Lần thứ ba chúng ta lại thực hiện 6 giờ. Và cứ như vậy chúng ta sẽ thực hiện cho đến hết mặt các bạn nhé. Xin chúc các bạn thành công trong công việc này. Chào tạm biệt các bạn.